的午餐，开动。Thank you.
早安，今天一样是个早起的一天，等等要陪小助理去玩 SUP。大家早安，今天是在富国岛的第三天，我们会去岛上的主要景点，像是日落沙滩、护国寺、小龙王庙、鱼露工厂跟胡椒农园，一起出发吧。天气超热的，进去看看吧。故意的，为什么睡睡冷风？它一定是设设的茶油。
chiến thắng huy hoàng 35 đấu tranh dành trọn vẹn non sông đây sổ cơ đó ở phần chân là mày cơ cho thầy đi xem là sổ cơ ê chi tứ đó hiểu tha của mình chơi hiểu duyên án ở trên thiên đây.我们现在到鱼露工厂喽，不知道味道会不会很重，进去看一下。我们现在在胡椒农园。
Talk all nights, growing closer, sharing fears.